Mới kéo nhẹ ra thôi mà đã nghe mùi thơm quá rồi nè. Hơi bất ngờ luôn á mọi người. Phải nói là màu thịt rất là bắt mắt nha. Mà lớp da ở trên nổi giòn y như là ngoài tiệm luôn. Đây, các bạn có thể nghe thử nè. Xin chào các bạn. Nồi chiên không dầu là một sản phẩm mà đang thu hút sự quan tâm và săn đón của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ. Chính vì vậy mà ngày nay thì những chiếc nồi chiên không dầu đã ngày càng được cải tiến về công nghệ, công suất lẫn thiết kế ở bên ngoài. Điển hình như là nhân vật mà xuất hiện kế bên cạnh lên đây. Đây, chiếc nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Magic với một gam màu xanh ngọc khá là lạ mắt ha. Nhìn vào là đã thấy hút rồi, mà khi sử dụng thì lại càng thích hơn nữa. Thôi thì bây giờ Linh sẽ mời các bạn theo dõi video này để xem những trải nghiệm của Linh với chiếc nồi chiên không dầu này nhé. Chiếc nồi này của thương hiệu Magic thì về cơ bản nó cũng có thiết kế hình hộp giống như là những chiếc nồi chiên không dầu khác. Nhưng thay vì sử dụng các tông màu đen hoặc trắng truyền thống thì nồi này sở hữu tông màu xanh ngọc mới lạ, khá là bắt mắt. Với tông màu này thì sẽ giúp mang lại cảm giác tươi mát hơn hẳn, tạo thêm điểm nhấn hiện đại và trẻ trung cho gian bếp. Nồi này khi mà cầm lên thì Linh thấy nó khá là nhẹ, cho nên là sẽ dễ dàng cho chúng ta trong việc di chuyển hoặc là cất giữ nồi sau khi sử dụng. Phần thân nồi này dù được làm từ nhựa bóng nhưng mà khi chạm vào thì không bám vân tay. Cộng thêm với đó là được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, cho nên là không chỉ bền bỉ, dễ vệ sinh mà còn an toàn cho người dùng. Phía bên trên nồi thì sẽ có một rãnh ở giữa. Và theo như Linh tìm hiểu ở trong sách hướng dẫn thì đây chính là cửa hút gió để khi mà nồi hoạt động thì nó sẽ hút không khí vào tại đây. Sau đó thì luồng hơi nóng sẽ được thoát ra ngay các quạt tản nhiệt bên dưới nồi và cửa thoát khí sau lưng. Nên là các bạn nhớ chúng ta sẽ đặt nồi ở những vị trí thông thoáng và cách xa tường một chút nha. Mà nhắc tới đây thì Linh thấy hãng có một điểm mà rất là tinh ý luôn. Ngay tại phần dây điện sau lưng nồi thì sẽ có một ống nhựa lộ ra. Bên cạnh việc bảo vệ dây điện không bị rối, hạn chế ma sát thì còn giúp tạo một khoảng cách nhất định với các bề mặt khi sử dụng nữa. Mà phải công nhận là việc sử dụng cái nồi này rất là đơn giản luôn. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh thời gian và nhiệt độ ở hai cái nút vặn này là được này. Bên trên sẽ lên nút điều chỉnh nhiệt độ, hiển thị các mức nhiệt thường sử dụng từ 80 đến 200 độ C, giúp mình điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng món ăn. Thêm vào đó, với công suất hoạt động 1400W, kết hợp việc sử dụng công nghệ Rapid Air sẽ giúp thực phẩm được chín đều các mặt và đặc biệt là hạn chế dầu mỡ đáng kể. Nhưng mà có điều là với nút vặn cài đặt nhiệt độ này thì bên cạnh những cái mức nhiệt được chú thích sẵn như là 80 này, 100 rồi 102 độ C thì các cái chấm tròn ở giữa những cái mức nhiệt đó nó cũng mang tính tương đối thôi. Cho nên là nếu như mà trong quá trình nấu ăn bạn chọn những cái nhiệt độ số lẻ như là 150 hay là 109 độ C chẳng hạn thì nó sẽ hơi khó một tí. Còn phía bên dưới sẽ là nút điều chỉnh thời gian với các mức chi tiết từ 0 đến 30 phút cho phép mình tùy chỉnh hẹn giờ và chủ động hơn trong việc nấu nướng. Và sau khi mà đã điều chỉnh thời gian và nhiệt độ nấu rồi thì chúng ta có thể quan sát trạng thái hoạt động của nồi thông qua đèn báo nằm kế bên cạnh nút điều chỉnh thời gian tại đây. Đèn báo nguồn bật sáng màu đỏ tức là báo hiệu nồi đang hoạt động, còn khi mà đèn chuyển sang màu xanh là nồi đã nấu xong. Riêng đèn báo nhiệt độ thì trong quá trình hoạt động, khi đạt đến mức nhiệt cài đặt thì đèn sẽ tự động tắt và sẽ tự động bật sáng khi mà nhiệt độ xuống thấp. Vì vậy mà trong quá trình nấu, nếu như mà các bạn thấy đèn nó bật tắt liên tục thì cũng là chuyện bình thường nha. Ok, ngó sơ về thiết kế như vậy là cũng đủ rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ mở lòng nồi ra để xem bên trong có gì nha. Phần tay cầm này của nồi thì khi chạm vào sẽ có cảm giác nhám tay mặt trong, còn mặt ngoài thì khá trơn láng. Cảm giác cầm và kéo mở lòng nồi ra cũng rất chắc chắn. Phần lòng nồi này thì khi cầm lên Linh thấy nó khá là nhẹ tay và đi kèm bên trong đó là một vị chiên chống dính. Đây, chúng ta có thể dễ dàng tháo rời để vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Trên vị chiên này thì ngoài những khe nhỏ để mà trong quá trình chiên, dầu mỡ thừa sẽ chảy xuống hộc chiên giúp giảm lượng dầu mỡ thì còn có thêm 4 đệm cao su để giúp hạn chế làm trầy xước phần lòng nồi. Phần lòng nồi này thì khi mà sờ tay vào cảm giác khá là trơn láng và nhờ được làm từ lớp men chống dính. Nên bên cạnh việc hạn chế thức ăn bám dính thì còn rất là dễ vệ sinh. Mà phần lòng nồi này thì cũng khá là rộng nha. Với dung tích là 5,5 lít thì mình có thể chiên nướng một lượng lớn thức ăn cùng một lúc. Và ước chừng là có thể nướng được nguyên con gà 1,5 kg, rất là tiện luôn. Mà tiện lợi ra sao thì phải trải nghiệm thực tế mới biết được đúng không? Nên là đây. Bây giờ Linh sẽ triển luôn món heo quay da giòn bằng nồi chiên không dầu này nhé.
Phần thịt heo mà Linh chuẩn bị ở đây là khoảng 500g. Để tránh mất thời gian thì Linh đã trụng qua nước sôi rồi tẩm ướp gia vị sẵn hết rồi. Và để cho phần da heo mà nó được giòn, được ngon thì mình sẽ hơi kỳ công một chút. Linh sẽ chia ra làm 2 lần nướng. Lần đầu thì mình sẽ bọc giấy bạc phần thịt bên dưới, cho vào nồi và chọn mức nhiệt là 170 độ C, nướng trong 20 phút. Sau 20 phút thì mình sẽ gỡ bỏ phần giấy bạc, quét nhẹ thêm một ít hỗn hợp giấm muối lên bề mặt da heo. Sau đó thì lại tiếp tục cho vào nồi. Và lúc này thì Linh sẽ chọn mức nhiệt là 190 độ và thời gian là 15 phút. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ và công suất thì đèn báo hiệu cũng đã sáng lên. Nút điều chỉnh thời gian cũng đang xoay từ từ về mức 0, nên là mình cứ thong thả chờ thôi. Tin vậy là xong rồi á, bây giờ thì mình cùng xem thành quả nha. Mới kéo nhẹ ra thôi mà đã nghe mùi thơm quá rồi nè. Hơi bất ngờ luôn á mọi người. Phải nói là màu thịt rất là bắt mắt nha, mà lớp da ở trên nổ giòn y như là ngoài tiệm luôn. Đây, các bạn có thể nghe thử nè. Linh phải cắt liền mới được. Theo một số công thức chia sẻ ở trên mạng thì mình phải dùng máy sấy lớp da cho khô ráo hẳn thì mới giòn được. Nhưng mà với chiếc nồi này á, thì lúc nãy Linh chỉ dùng nĩa xăm đều rồi quết giấm muối lên thôi mà lớp da đã giòn rôm rốp y như là ngoài tiệm rồi. Trong lúc nướng á, thì Linh cũng không cần trở luôn mà thịt vẫn chín vàng đều cả hai mặt. Phần thịt bên trong á, thì cũng chín vừa luôn, nói chung là trên cả tuyệt vời. Trong lúc trải nghiệm thì Linh cũng tranh thủ đo lượng điện tiêu tốn trong 35 phút khi nồi chiên ở mức 170 độ và 190 độ C. Các bạn tham khảo qua nha. Phần vệ sinh nồi này thì nó cũng đơn giản thôi à. Sau khi sử dụng thì mình rút điện ra, đợi nồi nguội hẳn rồi tháo rời vị chiên và lòng nồi đem đi rửa. Riêng phần thân nồi thì dùng khăn ẩm lau qua là được. À mà với những món lúc chiên mà nó có hơi bắn dầu mỡ thì các bạn cũng nên lau sơ qua phần lòng nồi phía trong nữa nha. Với những trải nghiệm như vậy thì Linh nghĩ là chiếc nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Matrix này nó khá là ổn áp đó mọi người. Đặc biệt là một tông màu xanh ngọc bắt mắt và mới lạ như thế này nữa thì sẽ rất là phù hợp với những bạn trẻ hoặc là những không gian bếp hiện đại. Đặc biệt là những bạn nào mà đang có kênh TikTok hay là YouTube chuyên về nấu ăn thì có thể cân nhắc để rinh chiếc nồi này về nha. Trời ơi, lên hình là siêu đẹp, siêu bắt mắt luôn. Linh nghĩ là đôi khi việc chúng ta làm ra một món ăn ngon, một khung hình chỉnh chu hay là một video xịn sò thì dụng cụ nấu ăn nó cũng quan trọng mà đúng không? Nó sẽ tạo cảm hứng và thu hút người xem nhiều hơn. Chi tiết giá của sản phẩm này thì Linh sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Và nếu như mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên nhấn một nút like và subscribe kênh của Điện Máy Xanh để xem thêm nhiều video hấp dẫn khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!